Mình thấy Khang mình chào tất cả các bạn nha. Đục không ai. À, cây 70 và lút mới lên lại này các bạn, video trước mình cũng quay ha. Rồi, tiếp tục đi cắt nha các bạn. Thì đất này thì còn miếng rồi, bà con mình dữ lắm ra bắt chuột nữa các bạn. Đất này lầy liền xe bóc luôn đó. Chạy vô để giải cứu con kia nữa các bạn, con 95 trống bị lầy nữa các bạn. Quá trời lầy. Cảnh xa quá, lộ không nổi rồi ơi. Lộ qua không kịp. Ở ra chẳng có chuột quá trời luôn. Thì đất này còn con miếng ngọn quá, quá trời người ta ra luôn. Lầy luôn cái gì hay gì. Quá lầy. Phụ nữ con gái thì cũng ra nhóc nha các bạn, trẻ em luôn tất rồi. Trời ơi, cuối cùng tôi bắt lại các bạn, chín lâm lầy nữa kìa, bắt gì lại liền tục luôn. Trong linh không kêu linh lắm. Không kêu linh lắm. Cái này nhẹ mà. Cái nãy là chổng mà nặng. Cái là đủ nặng. Rồi cũng tiếp tục với cây này chạy qua để giải cứu nữa nha các bạn. Sợ giặt qua này đầu kia gì bó tay ha, đầu kia quá lại luôn.
ve lại để kéo này. Kéo đầu rồi, kéo đít không được các bạn, cái đầu đít sao đít quá vậy lại luôn. Bảy mươi độ độ 95 luôn rồi đó. Độ hàm 95. Rồi kéo lại các bạn. Lòi lết đi luôn. Nặng thêm nữa, chúng nó nặng thêm nữa kìa. Lên đóng lúa về đó. Quá trời. Chạy ra, chạy ra, chạy dữ ra.